Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Tử Vi hôm nay, xem tử vi ngày đẹp, tình duyên, vận mệnh và các chỉ số may mắn của 12 con giáp trong ngày mai sẽ ra sao và con giáp nào sẽ là con giáp may mắn nhất trong ngày 6 tháng 1 năm 2024. Quý anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để xem tử vi mới nhất mỗi ngày nhé. Tử vi tuổi Tý ngày mai sẽ có tin vui trong chuyện tiền bạc. Chúc mừng vì ngày mai ngày 6 tháng 1 năm 2024 sẽ có tin vui trong chuyện tiền bạc. Các nguồn thu đổ về khiến bạn có một khoản kha khá trong tài khoản, nhân ngày mai hãy mời gia đình đi ăn một bữa thật ngon nhé. Chỉ là chuyện tình cảm đang có đôi chút cãi vã. Đừng quá bảo thủ và cố chấp trong tình yêu tuổi Tý nhé, đối phương sẽ cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Con số may mắn 34, 3, 9. Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Tuổi Mậu Tý 1948, 76 tuổi, thương nội chi trư chuột trong kho, thuộc ngũ hành thích lịch hỏa, tức lửa sấm sét. Có sự đáo hạn, hẹn ước, định kỳ. Có tin xa, có khách đến. Không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, gia đạo cần phải lo toan. Cần lưu ý dễ có sự đảo lộn, gặp trở lực, có tin buồn. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tuổi Canh Tý 1960, 64 tuổi, lương thượng chi thử chuột trên xà, thuộc ngũ hành bích thượng thổ, tức đất tò vò. Đề phòng mọi rủi ro, bất trắc. Ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả. Việc mong cầu về tài lộc tuy có nhưng chậm và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ, có tin xa, có người đi xa, có cuộc vui, hỷ sự, đình đám. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý 1972, 52 tuổi, sơn thượng chi thử chuột trên núi, thuộc ngũ hành tan đố mộc, tức gỗ cây dâu. Mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng. Không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, lẫn gia đạo. Tuy nhiên nếu những gì đã có sự hẹn ước hoặc đã có kỳ hạn thì hãy làm cho xong. Tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Gặp lại người xưa, chuyện cũ. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tuổi Giáp Tý 1984, 40 tuổi, ốc thượng chi thử chuột ở nóc nhà, thuộc ngũ hành hải trung kim, tức vàng trong biển. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc việc làm đã đến lúc kết thúc, dù có sự trắc trở đôi chút. Không nên ngồi tại chỗ, tự mình phải đi đến. Tin tức chậm, hoặc có tin ngoài ý muốn, ngoài sự giao ước. Không nên nóng tánh khi có sự tranh cãi. Tài lộc có sự trắc trở hoặc không được như ý trọn vẹn. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Tuổi Bính Tý 1996, 28 tuổi, điền nội chi thử chuột trong ruộng, thuộc ngũ hành giảm hạ thủy, tức nước cuối nguồn. Nên có sự nghỉ ngơi, hoặc không nên có mưu cầu lớn lao sẽ không có kết quả. Sức khỏe không tốt. Mong cầu về tin tức dễ gặp chuyện không như ý hoặc có tin buồn. Gia đạo bất an. Tử vi tuổi Sửu ngày mai. Một ngày công việc khá thuận lợi. Ngày 6 tháng 1 năm 2024 sẽ là một ngày mà công việc khá thuận lợi, tài chính rủng rỉnh đối với đặc biệt là với người làm ăn kinh doanh. Tuổi Sửu có thể vui mừng về điều này nhưng phải nhớ là tối nay không đi chơi khuya. Khi ra ngoài hôm nay tuổi Sửu đừng mang theo nhiều tiền cũng tránh đi lại xe cộ đường xa nhé. Tai nạn xe cộ có thể ập đến khiến bạn gặp rắc rối đó. Con số may mắn 92, 78, 36. Tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Tuổi Kỷ Sửu 1949, 75 tuổi, lâm nội chi ngưu trâu trong chuồng, thuộc ngũ hành thiếp lịch hỏa, tức lửa sấm sét. Chớ nên vội vã kết luận hoặc kết thúc công việc. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc phải chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu 1961, 63 tuổi, lộ đồ chi ngư trâu trên đường, thuộc ngũ hành bích thượng thổ, tức đất tò vò. Cần phải cực nhọc mới có được kết quả.
mọi việc sẽ đến dồn dập, tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết, miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm tình bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tin buồn, nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là vay mượn, tạm ứng, tiền của sự đáo hạn, hoặc lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tuổi Quý Sửu 1973, 51 tuổi, lang ngoại chi ngưu trâu ngoài chuồng, thuộc ngũ hành tan đố mộc, tức gỗ cây dâu. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Mọi việc đều phải có nhu nhuyễn khéo léo mới có kết quả. Làm gì cũng nên giữ lấy uy tín. Tuy nhiên hãy suy nghĩ kỹ, nhận thêm một việc tức là nặng thêm một việc. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tuổi Ất Sửu 1985, 39 tuổi, hải nội chi ngư trâu trong biển, thuộc ngũ hành hải trung kim, tức vàng trong biển. Ngày phải bôn ba, cực nhọc mới có được kết quả chút ít. Mọi việc sẽ đến dồn dập, tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết, miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm tình bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng, tiền của sự đáo hạn, hoặc chỉ là lộc ăn, món quà nhỏ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Tuổi Đinh Sửu 1997, 27 tuổi, hồ nội chi ngư trâu trong hồ nước, thuộc ngũ hành giảm hạ thủy, tức nước cuối nguồn. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Dần ngày mai sẽ có tin vui trong chuyện tình cảm. Hãy sẵn sàng tinh thần vì tuổi Dần sẽ có tin vui trong chuyện tình cảm trong ngày 6 tháng 1 năm 2024. Bạn rất được lòng gia đình hai bên, mà người ấy cũng rất thích tính cách khéo léo, thông minh của bạn. Tiền bạc khá ổn, vì công việc tốt mà tuổi Dần có được mức thu nhập tốt. Tuổi Dần cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có được, cả về công việc lẫn tình cảm. Con số may mắn 99, 1, 2. Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Tuổi Canh Dần 1950, 74 tuổi, xuất sơn chi hổ hổ xuống núi, thuộc ngũ hành Tùng Bách Mộc, tức gỗ Tùng Bách. Mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở, nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Cẩn trọng về tiền bạc, do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Có khách, bè bạn đến, hoặc nhận được tin tức của họ. Có tài lộc, hoặc các nghề xe cộ, máy móc, chế biến, pháp luật. Tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tuổi Nhâm Dần 1962, 62 tuổi, quá lâm chi hổ hổ qua rừng, thuộc ngũ hành kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc thuộc về quá khứ cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến, có tin buồn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro, bất trắc. Tài lộc trung bình, cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tuổi Giáp Dần 1974, 50 tuổi, lập định chi hổ hổ tự lập, thuộc ngũ hành đại khe thủy, tức nước khe lớn. Mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Cẩn trọng về tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Có khách, bè bạn đến, hoặc nhận được tin của họ. Có sự di chuyển, thay đổi. Có tài lộc, hoặc các nghề xe cộ, máy móc, chế biến, pháp luật. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tuổi Bính Dần 1986, 38 tuổi, sơn lâm chi hổ hổ trong rừng, thuộc ngũ hành lư trung hỏa, tức lửa trong lò. Có người mang tin đến, có tin buồn, có tin vui ở xa. Mọi việc hãy để tự nhiên, không nên manh động thì đỡ xấu.
ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, tài lộc dễ hao, hoặc phải chi trả những việc đáo hạn, định kỳ, đến hẹn. Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Tuổi Mậu Dần 1998, 26 tuổi, quá sơn chi hổ hổ qua rừng, thuộc ngũ hành thành đầu thổ, tức đất trên thành. Không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Có người mang tin đến, có tin buồn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, tài lộc trung bình. Cẩn trọng về lời nói, dễ có sự tranh cãi, gặp phiền muộn. Tử vi tuổi Mão ngày mai, một ngày cực kỳ may mắn. Ngày 6 tháng 1 năm 2024 sẽ là một ngày cực kỳ may mắn với trong chuyện tình duyên. Cơ hội tỏ tình với bạn đã đến nên hãy chớp lấy cơ hội này ngay nhé. Tình yêu chắc chắn sẽ khiến cuộc sống của bạn thêm thú vị, nhiều niềm vui hơn. Công việc chưa được tốt cho lắm, điều quan trọng là phải học cách khiêm tốn và nâng cao khả năng của mình. Dù giỏi đến mấy cũng không nên tự kiêu, dễ khiến người khác khó chịu tuổi Mão nhé. Con số may mắn 13, 65, 28. Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Tuổi Tân Mão 1951, 73 tuổi, ẩn huyệt chi thố thỏ trong hang, thuộc ngũ hành tùng bách một, tức gỗ tùng bách. Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, phá ngang, ngồi lâu có hại. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, làm trong sự miễn cưỡng, tài lộc trung bình. Ngày có đình đám, tiệc tùng hoặc có thêm người. Có tin vui, hỷ sự. Có tin tức về tiền bạc hoặc việc làm ăn. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão 1963, 61 tuổi, quá lâm chi thố thỏ qua rừng, thuộc ngũ hành kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Mọi việc mong cầu đều rất khó thành công hoặc đúng như đã dự định. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ để giải quyết công việc, kể cả chuyện tình cảm cũng vậy. Có tin vui, hỷ sự, hoặc có đám tiệc, có lộc nhỏ. Có tin xấu về rủi ro, tai nạn, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão 1975, 49 tuổi, đắc đạo chi thố thỏ đắc đạo, thuộc ngũ hành đại khe thủy, tức nước khe lớn. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, làm trong sự miễn cưỡng. Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, ngồi lâu có hại. Trong nội bộ có người châm chích và cũng không nên vì tình cảm mà che chở cho họ hoặc phải chịu đựng mãi, nên có thái độ dứt khoát. Tài lộc trung bình. Ngày có tiệc vui, hoặc có thêm người. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Tuổi Đinh Mão 1987, 37 tuổi, vọng nguyệt chi thố thỏ ngắm trăng, thuộc ngũ hành lưu trung hỏa, tức lửa trong lò. Dù có đang tiến hành làm công việc gì cũng nên suy tính trước sau, đề phòng tiểu nhân hoặc có những sự việc xảy ra không được thuận lợi. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Tuổi Kỷ Mão 1999, 25 tuổi, sơn lâm chi thố thỏ ở rừng, thuộc ngũ hành thành đầu thổ, tức đất trên thành. Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về phương hướng của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Thìn ngày mai, cần chú ý đến tiền bạc. Cần chú ý đến vận tiền bạc trong ngày ngày mai, ngày 6 tháng 1 năm 2024. Bạn dễ bị mất tiền, thất thoát không rõ nguyên do, hoặc có người vay nhưng mãi không chịu trả. Chuyện tình cảm cũng có khá nhiều mâu thuẫn. Cả tuổi Thìn và người ấy đều quá bận rộn với những mối quan hệ cá nhân mà không dành nhiều thời gian cho nhau. Tình cảm ngày một phai nhạt mà đến chính tuổi Thìn cũng cảm thấy quá chán nản với đối phương. Con số may mắn 33, 1, 2. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Tuổi Canh Thìn 2000, 24 tuổi, thứ tính chi long rồng khoan dung, thuộc ngũ hành bạch lạp kim, tức vàng chân đèn.
ngày tuổi của bổn mạng. Hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, không nên ôm đồm công việc. Hãy bình tĩnh, dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, tuy nhiên cũng có được cơ hội để giải trừ. Nếu không phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Tuổi Nhâm Thìn 1952, 72 tuổi, hành vũ chi long rồng phun mưa, thuộc ngũ hành trường lưu thủy, tức nước chảy mạnh, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra, nhiều tình huống khó dự đoán, nên dè dặt trong mọi chuyện. Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước, kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa, nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẽ thêm thì bất lợi. Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn 1964, 60 tuổi, phục đầm chi lâm rồng ẩn ở đầm, thuộc ngũ hành phú đăng hỏa, tức lửa đèn to. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi công việc về công danh, tình cảm, tiền bạc đều nên có sự cẩn trọng. Dễ bị ràng buộc về lời nói, thị phi, tranh cãi. Gặp phải hoàn cảnh có nhiều sự đảo lộn ngược xuôi khó nắm bắt. Tài lộc chậm chạp, hoặc chỉ là lộc nhỏ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tuổi Bính Thìn 1976, 48 tuổi, thiên thượng chi long rồng trên trời, thuộc ngũ hành sa trung thổ, tức đất pha cát. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra, nhiều tình huống khó dự đoán, nên dè dặt trong mọi chuyện. Có tin xa, nên thu vén công việc, và cũng không nên quyết định những công việc lớn, trọng đại. Tâm tình bất an, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tốt hơn là nên nghỉ ngơi, chờ đợi. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tuổi Mậu Thìn 1988, 36 tuổi, thanh ôn chi long rồng trong sạch, ôn hòa, thuộc ngũ hành đại lâm mộc, tức gỗ rừng già. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra, nhiều tình huống khó dự đoán, nên dè dặt trong mọi chuyện. Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước, kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa, nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẽ thêm thì bất lợi. Tử vi tuổi Tỵ ngày mai, nên tham vọng trong công việc. Thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2024 này sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt. Phương diện tình cảm khá tốt, tuổi Tỵ có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy. Tuổi Tỵ thường nghĩ thông thường trước khi chế biến thực phẩm chúng ta luôn rửa sạch tất cả, tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào cũng cần phải rửa. Ví dụ thay vì rửa thịt thì có thể nướng hoặc luộc sơ, dễ tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn ở độ cao. Con số may mắn 83, 51, 57. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941. Tuổi Tân Tỵ 1941, 83 tuổi, đông tàn chi xà rắn ngũ đông, thuộc ngũ hành bạch lạc kim, tức vàng sát ong. Tốt hơn nên noi theo lối cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình. Hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Tuổi Quý Tỵ 1953, 71 tuổi, thảo trung chi xà rắn trong cỏ, thuộc ngũ hành trường lưu thủy, tức nước chảy mạnh. Dù có nhận được tin tức hay xấu nhưng cũng nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới giải quyết những công việc kế tiếp. Nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm những gì còn thiếu sót hoặc đã có sự hư hại, hoặc hoàn tất những gì đã có định ước, đến hẹn. Những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965.
tuổi Ất Tỵ 1965, 59 tuổi, xuất huyệt chi xà rắn rời hang, thuộc ngũ hành phú đăng hỏa, tức lửa đèn to. Không nên vội vã tiến lên, dễ bị lún sâu. Tốt hơn nên noi lối cũ an phận thủ thường, có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt hoặc có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình. Hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tuổi Đinh Tỵ 1977, 47 tuổi, đầm nội chi xà rắn trong đầm, thuộc ngũ hành sa trung thổ, tức đất pha cát. Có sự trắc trở khó khăn, hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên làm việc bình thường. Có tin xa, nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Ngày có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tuổi Kỷ Tỵ 1989, 35 tuổi, phúc khí chi xà rắn có phúc, thuộc ngũ hành đại lâm mộc, tức gỗ rừng già. Những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái giúp đỡ. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin tức ở xa hoặc có khách đến. Có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Ngọ ngày mai. Công việc có vài biến động. Công việc ngày mai ngày 6 tháng 1 năm 2024 của sẽ có vài biến động, nếu không cẩn thận có thể sẽ gặp rắc rối. Ngày mai dù làm gì thì làm cũng phải tập trung hết cỡ nhé. Đừng để người khác phải khó chịu vì thái độ lạnh lùng của bạn nữa. Tình yêu của tuổi Ngọ đang ở mức báo động vì bạn đang bận rộn công việc nên không quan tâm tới người ấy. Cần phải cố gắng lo cho mình nhiều hơn vì sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu sa sút đó. Con số may mắn 41, 65, 96. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942. Tuổi Nhâm Ngọ 1942, 82 tuổi, quân trung chi mã ngựa chiến, thuộc ngũ hành dương liễu mộc, tức gỗ cây dương. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Tử vi tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Tuổi Giáp Ngọ 1954, 70 tuổi, vân trung chi mã ngựa trong mây, thuộc ngũ hành sa trung kim, tức vàng trong cát. Có người khác xen vào chuyện của mình, hoặc thời cơ hội không chiều theo ý mình. Tin tức đến không tốt. Có nhiều chuyện lo âu về công danh, tình cảm. Tiến lên thì bất lợi, chỉ gây thêm sự rắc rối. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ 1966, 58 tuổi, hành lộ chi mã ngựa chạy trên đường, thuộc ngũ hành thiên hà thủy, tức nước trên trời. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt. Mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, bích lòng. Giới hạn việc đi lại, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý, có tin hoặc chuyện buồn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tuổi Mậu Ngọ 1978, 46 tuổi, cứu nội chi mã ngựa trong chuồng, thuộc ngũ hành thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời. Ngày tuổi của bổn mạng. Nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng và sớm sổ tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa. Có sự gặp gỡ, hội ngộ. Có tài lộc. Tuy nhiên cũng nên đề phòng có sự trách oán hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Tuổi Canh Ngọ 1990, 34 tuổi, thất lý chi mã ngựa trong nhà, thuộc ngũ hành lộ bàn thổ, tức đất đường đi. Đề phòng sự tráo trở hoặc sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho mình không trở tay kịp. Không nên nghe ý kiến của người khác mà hãy tự mình tìm phương cách giải quyết. Nếu là ngày có sự gặp gỡ thì cuộc vui cũng không vừa ý, có tin xa. Tử vi tuổi Mùi ngày mai. Sự nghiệp phát triển như diều gặp gió, ngày mai sự nghiệp lên như diều gặp gió,
bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy, tử vi ngày 6 tháng 1 năm 2024 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết. Tình cảm như ý, tuổi Mùi đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp tuổi Mùi thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. Có vẻ tình trạng sức khỏe của tuổi Mùi ngày mai không được tốt lắm, cần thiết hãy đi khám cho yên tâm tuổi Mùi nhé. Con số may mắn 29, 46, 32. Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 1943. Tuổi Quý Mùi 1943, 81 tuổi, quần nội chi dương dê trong đàn, thuộc ngũ hành dương liễu mộc, tức gỗ cây dương. Mọi việc đều nên ẩn nhẫn hoặc tìm người khác thay thế mình trong công việc cần giải quyết. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có lộc nhỏ hoặc có quà tặng, vui chơi. Có tin tức ở xa. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Tuổi Ất Mùi 1955, 69 tuổi, kính trọng chi dương dê được quý mến, thuộc ngũ hành sa trung kim, tức vàng trong cát. Việc như thế nào thì cứ làm như thế ấy, không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi 1967, 57 tuổi, thất quần chi dương dê lạc đàn, thuộc ngũ hành thiên hà thủy, tức nước trên trời. Ngày có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Ngày có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết, vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại. Cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tuổi Kỷ Mùi 1979, 45 tuổi, thảo giả chi dương dê đồng cỏ, thuộc ngũ hành thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời. Không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý, tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu vì có sự e ngại nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp, hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Tuổi Tân Mùi 1991, 33 tuổi, đắc lộc chi dương dê có lộc, thuộc ngũ hành lộ bàn thổ, tức đất đường đi. Mọi việc chỉ nên ngồi yên, nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh, không đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi. Không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Thân ngày mai. Nên suy nghĩ thấu đáo chuyện tình cảm. Ngày mai ngày 6 tháng 1 năm 2024 nên suy nghĩ thấu đáo hơn trong chuyện tình cảm. Tình yêu không thể lúc nào cũng ở một phía. Nếu bạn đã bày tỏ hết tình cảm mà người ấy không rung động thì đã đến lúc phải buông tay. Tối nay nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè, trò chuyện và ăn những món thật ngon. Tài chính rủng rỉnh nên bạn không cần quá chi li, cứ thoải mái để quên đi những muộn phiền, áp lực trong cuộc sống. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Tuổi Giáp Thân 1944, 80 tuổi, quá thụ chi hầu khỉ leo cây, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối. Ngày phải đương đầu với mọi tranh chấp, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Đề phòng mọi rủi ro bất trắc. Chuyện tình cảm nên thẳng thắn mà giải quyết nhanh chóng. Hợp đồng ký kết giao dịch, cẩn trọng về chữ nghĩa, giấy tờ sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo, hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Tuổi Bính Thân 1956, 68 tuổi, sơn thượng chi hầu khỉ trên núi, thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi. Mọi việc không nên gấp gáp, vội vã. Ngày có nhiều áp lực, trắc trở khó khăn khiến mình phải lo âu vì sự việc xảy ra hoàn toàn khác. Đề phòng rủi ro, khẩu thiệt, tranh cãi, gặp tiểu nhân, hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt. Cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân 1968, 56 tuổi, độc lập chi hầu khỉ độc thân, thuộc ngũ hành đại trạch thổ, tức đất nền nhà.
Không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân 1980, 44 tuổi, thực quả chi hầu khỉ ăn hoa quả, thuộc ngũ hành thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế. Nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra, tán vào, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Nếu có hợp đồng, ký kết, giao dịch, đầu tư, thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo, hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Tuổi Nhâm Thân 1992, 32 tuổi, thanh tú chi hầu khỉ thanh tú, thuộc ngũ hành kiếm phong kim, tức vàng mũi kiếm. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết, hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Nên dốc hết sức lực mà làm việc. Đang cố gắng để có được vị trí tốt trong công việc nên ngày mai bạn càng phải dốc hết sức lực mà làm việc. Muốn nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên thì bạn phải thể hiện bằng hành động của mình. Tuổi Dậu cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ. Con số may mắn 13, 52, 57. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tuổi Ất Dậu 1945, 79 tuổi, sướng ngọ chi kê gà gáy trưa, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối. Việc đến như thế nào thì cứ làm như thế ấy, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Có tin tức tốt ở xa hoặc gặp lại người xưa. Tài lộc vào ra thất thường. Ngày có nhiều công việc đến rất bận rộn. Có người đến mang tin buồn hoặc đến nhờ vả. Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu 1957, 67 tuổi, độc lập chi kê gà độc thân, thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi. Không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Trong việc đi lại cũng vậy, phải nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Có tin xa. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu 1969, 55 tuổi, báo hiệu chi kê gà gáy, thuộc ngũ hành đại trạch thổ, tức đất nền nhà. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa. Có cuộc đi ngắn. Có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu 1981, 43 tuổi, long tàn chi kê gà trong lòng, thuộc ngũ hành thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Ngày có nhiều việc đến rất bận rộn. Không nên có sự cầu toàn và cũng phải biết thiệt thòi đôi chút thì mới có lợi. Tình cảm không nên để mất, hãy làm theo những gì đã được định ước. Có người đem sự thuận lợi đến hoặc có cuộc vui. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Tuổi Quý Dậu 1993, 31 tuổi, lâu túc kê gà nhà gác, thuộc ngũ hành kiếm phong kim, tức vàng mũi kiếm. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa. Có cuộc đi ngắn. Có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Tuất ngày mai. Một ngày với nhiều tâm trạng. Sẽ trải qua một ngày với nhiều tâm trạng vui buồn bất ngờ. Công việc sẽ có một vài trở ngại nhưng bạn không cần phải quá phiền lòng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Chuyện tình cảm thì chưa thực sự như ý do bạn quá bận rộn với sự nghiệp mà quên mất người ấy. Bạn nên sắp xếp thời gian khoa học hơn cũng như chủ động làm lành với người ta đi đấy nhé.
Con số may mắn 38, 53, 7. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Tuổi Bính Tuất 1946, 78 tuổi, tự niên chi cẩu chó đang ngủ, thuộc ngũ hành ốc thượng thổ, tức đất nóc nhà. Ngày xung của bổn mạng. Không nên than van hoặc âu lo. Nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Nếu không phải và việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Có tin xa. Một ngày bận rộn. Hay lo. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tuổi Mậu Tuất 1958, 66 tuổi, tiến sơn chi cẩu chó vào núi, thuộc ngũ hành bình địa mộc, tức gỗ đồng bằng. Ngày xung của bổn mạng. Công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực, hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Nếu không phải là việc quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi, hoặc xem xét lại những việc cũ. Không nên than van hoặc âu lo. Có tin xa. Một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuổi Canh Tuất 1970, 54 tuổi, tự quan chi cẩu chó nhà chùa, thuộc ngũ hành thoa xuyến kim, tức vàng trang sức, ngày xung của bổn mạng. Có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc hoặc được giao phó. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng. Hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuổi Nhâm Tuất 1982, 42 tuổi, cố gia chi khuyển chó về nhà, thuộc ngũ hành đại hải thủy, tức nước biển lớn. Ngày xung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin tức ở xa. Có tin buồn. Cẩn trọng sức khỏe không tốt. Một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tuổi Giáp Tuất 1994, 30 tuổi, thủ thân chi cẩu chó giữ mình, thuộc ngũ hành sơn đầu hỏa, tức lửa trên núi. Ngày xung của bổn mạng, có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc hoặc được giao phó. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng. Hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc. Nên đi xa hoặc bỏ công việc cũ và làm lại thì tốt. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Hợi ngày mai. Công việc không được như ý, công việc ngày mai không như ý với. Ngày mai lẽ ra được nghỉ ngơi nhưng bạn đang phải đối mặt với một loạt sai sót trong quá trình làm việc. Đây đều là lỗi lầm ở phía bạn nên bạn không thể chối cãi. Chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng quá nhiều nên tâm lý của tuổi Hợi ngày mai thực sự bất an. Tuổi Hợi dường như không muốn làm việc gì hết. Thay vì ngồi đó than vãn thì tuổi Hợi nên hoàn thành công việc thật nhanh để nghỉ ngơi. Con số may mắn 59, 19, 95. Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Tuổi Đinh Hợi 1947, 77 tuổi, quá sơn chi trư lợn qua núi, thuộc ngũ hành ốc thượng thổ, tức đất nóc nhà. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức, nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Ngày thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. 65 tuổi, đạo viện chi trư lợn trong tu viện, thuộc ngũ hành bình địa mộc, tức gỗ đồng bằng. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau. Ngày thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh.
Tử Vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi 1971, 53 tuổi, khuyên dưỡng chi trư lợn nuôi nhốt, thuộc ngũ hành thoa xuyến kim, tức vàng trang sức. Mọi việc không nên cưỡng cầu, hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại, sẽ có lợi sau này. Có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có. Mọi việc nên chờ đợi, không nên hấp tấp tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Tử Vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tuổi Quý Hợi 1983, 41 tuổi, lâm hạ chi trư lợn trong rừng, thuộc ngũ hành đại hải thủy, tức nước biển lớn. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mất lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới, hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, chữa bệnh. Tử Vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Tuổi Ất Hợi 1995, 29 tuổi, quá vãng chi trư lợn hay đi, thuộc ngũ hành sơn đầu hỏa, tức lửa trên núi. Có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có. Mọi việc nên chờ đợi, không nên hấp tấp tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video. Chúc quý anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để theo dõi video tử vi mới nhất mỗi ngày nhé.